82 sẽ là những người ra sân với bộ trang phục áo vàng quần chảnh. Đường chuyền bóng lúc này đang là Cường Thồm. Thủ lĩnh của chú bạn là lính trưởng hàng tấn công của 1982 ở trong trận đấu này. Cường Thồm sát cánh cùng với anh đó là Hữu Thọ. Sẽ là cặp tấn công rất đáng chú ý bên phía 1982. Như vậy là trận đấu giữa 1982 và Ca Thủ Cao Lâm đã được bắt đầu. Hiệp 1 này thì 1982 sẽ là những người bảo vệ cầu môn ở phía tay trái màn ảnh của các bạn. Ra sân với bộ trang phục áo vàng quần xanh. Đó là cú đá đầu tiên. Thì có dứt điểm của Hữu Thọ. Cách đây phút thì khán giả đã được chứng kiến trận đấu rất hay giữa Ca Thủ Forgiou và 283. Đã có chiến thắng dành cho Ca Thủ bên phía đội bóng Forgiou. Như vậy là một bàn thắng đã được ghi từ rất sớm dành cho Ca Thủ 1982. Tỷ số đã được mở từ rất sớm, một lần nữa chúng ta cùng xem. 1 bàn thắng đã được diễn ra rất nhanh. Sau cú đá của Duy Hiếu, bóng đá bật ra. Và người tiếp bóng cuối cùng đó là Hữu Thọ. Một không dành cho Ca Thủ bên phía đội bóng FC 1982. Đội ra sân của 1982 ở trong trận đấu ngày hôm nay gồm có cầu thủ mang áo số 5 Thái Bình, số 10 Cường Tồm, số 11 Hữu Thọ, số 12 Duy Hiếu, số 21 Hồng Minh, số 37 Thủ Thành và mang đội trưởng Nguyễn Thanh Tuấn, số 82 Sơn Công Hà. Huấn luyện trưởng của Ca Thủ 1982 đó là huấn luyện viên Phan Quang Hậu. Cao Lâm ở trong trận đấu ngày hôm nay ra sân với đội hình gồm có thủ thành mang áo số 1 Công Chính, số 2 Thọ Đồng, các thủ mang áo số 3 Nam Ca Phủ, số 4 Hồng Nam, số 6 Cao Minh Lực, số 11 Văn Phường, số 18 Anh Đức. Huấn luyện trưởng của Ca Thủ Cao Lâm đó là ông Hoàng Hải. Đó là một đường chuyền hơi mạnh của Sơn Công Mà. Ca Thủ 1982 đã có được một bàn thắng được ghi từ rất sớm. Xin lời chào tới rất đông những khán giả đang có mặt để đón xem trận đấu này. Xin chào Bình Lan, xin chào Hoàng Linh, xin chào Lưu Tiến Đức. Một bàn thua rất sớm mà các thủ Cao Lâm đã phải đón nhận ở trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng họ vẫn là một trong những đội bóng được đánh giá rất cao. Bài học từ thất bại của 283 sẽ giúp cho 1982 cần phải thi đấu tập trung hơn. Mặc dù đã dẫn trước, cái biệt lúc này vẫn chỉ là một bàn thắng mà thôi. Xin gửi chào tới Hải Dương Thành, xin chào Hoàng Linh. Tại giải bóng đá Diễn Châu mở rộng tranh cúp Tâm Quê Thiên Nhân thì các thủ Men 37 sẽ có trận đấu với Kiệt Hưng. Trận đấu bán kết sẽ được diễn ra vào chiều ngày mai. Nam Ca Phủ rất khỏe. K
Kinh nghiệm chặn mạc của Nam Cafu đó là điều mà chúng ta đã biết rất rõ về cầu thủ này. Chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được rút ra. Một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Hoàng Hải. Không phải, đó là chiếc thẻ vàng dành cho Thái Bình. Đá phạt dành cho các thủ Cao Lầm. Đội bóng lúc này đang là Nam Cafu. Khá nguy hiểm. Trọng tài đã có sự nhắc nhở với Nam Cafu. Trọng tài đang yêu cầu các thủ Cao Lầm thực hiện lại quả đá phạt. Nam Cafu đứng trước bóng, cùng với đó là cầu thủ mang áo số 20. Đó là Văn Giang. Đó là một tình huống được bóng vào trong quá khó. Tình huống xử lý của Hồng Nam. Lúc này thì bạn Nguyễn Huy đang có những lời chúc để gửi tới đội bóng 1982. Pha chí rất tốt, Cường Thông. Đội bóng vào trong khá nguy hiểm. Người đội bóng vào trong đó là Lê Văn Sơn. Nhưng rất tiếc là tình huống đưa bóng vào trong của Lê Văn Sơn lại không có một cầu thủ nào có thể đón được đường chuyền. Hải Nam. Hải Nam lúc này đang bị theo kèm rất sát. Bóng chuyền lên phía trên dành cho Cường Thơm. Điều khiển trận đấu này đó là trọng tài Trần Duy Khánh và trọng tài Dương Duy Dũng. Sẽ có một quả đá phạt dành cho các thủ 1982. Đó là tình huống phối hợp đá phạt rất nhanh. Người dứt điểm đó là Sơn Công Mà. Các bạn khán giả thân mến, các bạn đang cùng cổ vũ cho trận đấu diễn ra tại bảng A vòng đấu bảng dòng đá Láo Thướng Thành Vinh lần thứ nhất năm 2022. Trận đấu giữa FC 1982 và FC Cao Lầm đang có tỷ số là 1-0. Đó, cú đá rất nhanh của Cường Thơm. Quả thắng mở tỷ số rất sớm của cao thủ 1982 sẽ giúp cho đội bóng này có một lợi thế không nhỏ. 1982 là một tập thể đoàn kết, đã có rất nhiều những năm tháng thi đấu bên cạnh nhau. Trong khi đó thì đội bóng Cao Lầm được biết đến là một đội bóng, một cái tên kinh doanh ngành phụ kiện điện thoại, có địa chỉ tại đường Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Vinh. Hà thoát pressing rất tốt. Hải Nam. Tốc độ của Hải Nam.
Đó là một đường chuyền thẳng về phía khung thành của các cầu thủ 1982. Rất may là phòng ngự của các cầu thủ 1982 đã có một tình huống phòng ngự chắc chắn. Vẫn là Hải Nam, đường chuyền rất tốt. Cơ hội không vào. Đường chuyền rất hay của Hải Nam và người dứt điểm đó là Văn Phương. Đã có những cơ hội dành cho các cầu thủ Cao Lâm. Và chúng ta sẽ chờ đợi liệu đội bóng này có thể có được bàn thắng cân bằng tỷ số hay không. Xin gửi chào tới Huy Hóa Mình, xin chào bạn Tuyền Thổ. Cảm ơn bạn và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau trong vòng đấu bán kết tại giải bóng đá Diễn Châu mở rộng. Và có thể nói rằng trong những ngày qua thì Hoàng Hiệp cũng đã bình luận rất nhiều những trận đấu. Không được. Lối chơi của các thủ 1982 đó là một lối chơi đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Điều đó đã được kiểm chứng với bàn thắng mở tỷ số. Lại là một cơ hội nguy hiểm nữa dành cho các thủ 1982. Pha xử lý rất tốt. Bắt chính cho các thủ 1982 trong trận đấu hôm nay đó là Thanh Tuấn. Khá nguy hiểm. Một tình huống mà thủ thành Công Chính đã phải đấm bóng giả. Hải Nam. Không được. Đó là đường chuyền hơi mạnh và khiến cho tình huống không chơi bóng không thành công. Đó là tình huống không chơi bóng của Phan Anh Đức. Và xử lý rất tốt. Tình huống che chắn của Hồng Minh. Trận đấu lúc này đang diễn ra một tốc độ rất cao với khả năng áp sát bóng của các cầu thủ đến từ cả Cao Lâm cũng như các cầu thủ 1982. Trái bóng được luân chuyển liên tục. Không được. Một tình huống phòng ngự rất hay của Thái Bình đã không cho Hồng Nam cơ hội để dứt điểm. Cơ hội không vào. Đó là một cơ hội không thể tốt hơn dành cho các cầu thủ Cao Lâm. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm rất đáng tiếc. Đó là cú đá của Lê Xuân Việt. Tưởng chừng như đã có bàn thắng để có thể cân bằng tỷ số dành cho các thủ Cao Lâm. Rất tiếc cú đá đã ăn quá nhiều vào má ngoài chân trái, khiến cho bóng đã đi không chính xác. Văn Sơn. Đó là một tác động phía sau và sẽ có đá phạt. Đá phạt dành cho các cầu thủ 1982.
Để Xuân lúc này đang là cương tôm. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tình huống phối hợp đá phạt của cao thủ 1982. Đó là quyết định có lẽ là đá thẳng của cương tôm. Rõ ràng nó là một góc sút không hề dễ dàng để có thể thành công. Đây là trận đấu có quy định độ tuổi là các vận động viên có tuổi đời từ năm 1983 trở về trước. Xin chào Nam Nguyễn. Đây là trận đấu mà Phó Chủ tịch Hội bóng đá Phong trào Nghệ An ông Trần Trung Tuyến thi đấu trong áo của đội bóng đá Hội bóng đá Phong trào Nghệ An. Phút thi đấu thứ 16 của trận đấu và tỷ số lúc này đang là 1-0. Vẫn đang là lợi thế một bàn dành cho cao thủ 1982. Một bóng khá nguy hiểm, Hải Nam. Không được. Không thể có một tình huống khống chế bóng và dứt điểm. Và ngay sau đó lại là tình huống dứt điểm ban đầu. Đó là cú đá của Hồng Nam. Đó là quyết định đá thẳng. Tình huống dứt điểm từ xa không chính xác. Người ra trận trong tình huống vừa rồi đó là số 16 Kha Văn Nam. Bóng được chuyền dành cho Hải Nam. Hải Nam quá hay. Đó là đẳng cấp của một ngôi sao người từng thi đấu chuyên nghiệp. Tình huống dứt điểm rất tốt của Phạm Hải Nam đã giúp cho các thủ bên phía Cao Lâm có được bàn thắng để cân bằng tỷ số. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm rất tốt. Cú đá rất hiểm của Hải Nam. Tỷ số của trận đấu đã được cân bằng 1-1. Là cơ hội phản công. Đường chuyền hướng lên phía chân rất nhanh. Rất may là Thái Bình đã cắt được bóng. Trận đấu giữa các thủ 1982 và các thủ Cao Lâm lúc này đang được livestream trực tiếp trên trang fanpage Hội bóng đá Phong trào Nghệ An và trang fanpage Nhịp đập sân cỏ. Cơ hội. Văn Sơn đường chuyền rất hay.
Đó là cú đá rất tốt và tỷ số là 2-1. Một cú đá không cần nhiều đà nhưng thủ thành Công Chính đá rất vất vả. Và anh đá phải vào lưới Nhật bóng lần thứ hai ở trong trận đấu này. Cú đá rất tốt. Người lập công ở trong thứ vừa rồi đó là Hữu Thọ. Bàn thắng thứ hai của Hữu Thọ ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội. Và ngay lập tức Cao Lâm đã có câu trả lời. Đường chuyền quá hay của Nam Ca Phù và công việc còn lại của Hồng Nam là quá dễ dàng. Tốc độ tuyệt vời của Hồng Nam, chúc bạn là của Nam Ca Phù, đã tạo ra một cơ hội dứt điểm rất tốt cho cầu thủ mang áo số 4, đó là Hồng Nam. Tỷ số đá được cân bằng 2-2. Màn rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn trong trận đấu giữa 1982 và Cao Lâm. Mọi thứ đang diễn ra rất cân bằng cho tới thế trận và tỷ số. 1982 đã có 2 lần để vượt lên dẫn trước. Nhưng lúc này thì Cao Lâm đã cân bằng tỷ số. Và nếu như cái đá như thế này thì khán giả hoàn toàn có thể được chứng kiến thêm những bàn thắng sẽ được ghi. Trọng tài đá thổi phạt, người bị phạm lỗi đó là Mai Hùng Cường. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi quả đá phạt rất nguy hiểm. Với số bóng này đang là Sơn Công Mà. Trọng tài đang yêu cầu hàng rào chắn của Cao Lâm đứng đúng cửa lì. Bao thủ đứng chắn đó là số 20 Văn Giang, số 3 Hải Nam. Thì chắc là cầu thủ số 3 đó là Hồng Nam và số 21 đó là Hải Nam. Đó là cú đá rất tốt của Lê Văn Sơn. Cú đá không cho thủ thành Công Chính một cơ hội nào để cản phá. Và tỷ số đã được nâng lên thành 3-2 dành cho 1982. Đó là cú đá rất mạnh. Thêm một lần nữa ở trong trận đấu ngày hôm nay, 1982 vượt lên. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi liệu đội bóng này có thể được bảo toàn tỷ số hay không. Cường Tôm rời sân. Và liên tiếp là đã có hai sự thay đổi người. Người được tung vào sân tiếp theo đó là Thanh Hải. Cùng với đó là cầu thủ mang áo số 66 Đức Sơn. Sẽ là những sự lựa chọn trong khoảng thời gian tiếp theo. Mỗi trận đấu thì các đội bóng sẽ có quyền thay 10 lần. Theo quy định của ban tổ chức thì cầu thủ giờ sân vẫn có thể quay lại sân. Miễn sao là đội bóng đó sẽ thay đủ 10 lần.
Ngày hôm nay thì đội bóng Hồng Đá Phong Trào Nghệ An sẽ không thi đấu. Và đội bóng này sẽ có trận đấu đầu tiên ở giải đấu được diễn ra vào ngày 6 tháng 4. Đó là một cú đá của Lê Xuân Việt. Pha xử lý của Hải Nam, Hải Nam rất khỏe. Thời còn thi đấu chuyên nghiệp thì Hải Nam được mệnh danh là bò mộng, một cầu thủ rất khỏe. Hình ảnh Hải Nam thường di chuyển bằng xe đạp để đến với sân tập của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đó là một hình ảnh cho thấy sự vượt khó của cầu thủ này. Vẫn là Hải Nam. Đường chuyền đã bị bắt bài rồi. Như vậy là cầu lúc này trọng tài đã nổi còi để khép lại hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa 1982 và các thủ Cao Lâm. Hiệp đấu đầu tiên đã khép lại với tỷ số là 3-2 tạm ngừng về phía 1982. Một trận đấu diễn ra rất hay. Cú đúp bàn thắng của Hữu Thọ, một bàn thắng của Sơn Công A. Trong khi đó thì hai bàn thắng của các thủ Cao Lâm đã được ghi do công của Hải Nam. Và bàn thắng còn lại đã được ghi do công của thủ vào số 4, đó là Hồng Nam. Binh ghen mấy đó đây. Anh nhặt nhặt đồ chưa đã chúng ta Thank you.
Các bạn khán giả thân mến, xin mời các bạn sẽ cùng quay trở lại với hiệp đấu thứ hai giữa các thủ 1982 và các thủ FC Cao Lâm. Hiệp một đã kép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về phía 1982. Đã có một sự cố rất hy hữu, đó là việc ban tổ chức đã cập nhật không chính xác số áo của các thủ Cao Lâm. Và hiệp đấu đầu tiên đã có sự nhầm lẫn về tất cả các số áo của đội hình Cao Lâm. Và cũng rất mong những sự thông cảm đến từ quý khán giả. Cái danh sách đăng ký số áo đã được gửi cho bình luận viên là một danh sách hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ cùng trở lại với hiệp đấu thứ hai. Đó là tình huống phạm lỗi của sân Khâu Mà. Ở hiệp đấu đầu tiên đã có màn diệt đổi tỷ số rất hấp dẫn giữa 1982 và cao thủ bên phía đội bóng Cao Lâm. 1982 đã có 3 lần vượt lên lần trước. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi liệu lần này Cao Lâm có thể có được bàn thắng để cân bằng tỷ số hay không. Hiệp đấu đầu tiên là hiệp đấu mà số áo của các thủ Cao Lâm đã được cập nhật không chính xác. Và lúc này người đá tiền đạo cao nhất đó là Văn Phương mang áo số 16. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những lợi thế về mặt tỷ số liệu có thể giúp cho 1982 có được một chiến thắng hay không. Sau khi dẫn trước thì lúc này 1982 đang thi đấu rất bình tĩnh. Đó là tình huống đi bóng của Cao Minh Lực. Có đá biên dành cho các thủ áo vàng. Đưa vào trong. Đó là tình huống mà thủ thành Công Chính đã đâm bóng ra. Rất tốt, không được. Các thủ Cao Lâm đã rất nhanh. Văn Phương. Đó là quyết định dứt điểm rất tốt của Văn Phương. Rất tiếc là bóng đá đi không chính xác. Điểm sáng mà các thủ Cao Lâm có được ở hiệp đấu đầu tiên đó chính là những tình huống đi bóng và dứt điểm của Hải Nam. Đá phạt nhanh dành cho các thủ 1982. Quả xử lý không thành công của Hữu Thọ. Hữu Thọ là trong những cầu thủ rất có duyên ghi bàn. Và ngày hôm nay cầu thủ này đã chứng tỏ cái duyên đó với cú đúp bàn thắng
Cơ hội Văn Phương. Vẫn là một cú đá chơi cột dọc của Văn Phương, rất đáng tiếc cho cầu thủ này. Khá nguy hiểm. Một cú đá không cần nhiều đà. Một tình huống ra trận rất nhanh của cầu thủ mang áo số 11, đó là Hữu Thọ. Đây đang là khoảng thời gian mà cả hai đội bóng đều đang muốn tăng tốc để có những bàn thắng. Xin lời chào tới bạn Ngọc Quế, xin chào Thanh Đạo. Trận đấu đang diễn ra trực tiếp tại sân bóng Tòa Án, nằm tại đường Phú Yên, thành phố Vinh. Trận đấu giữa 1982 và các thủ Cao Lâm lúc này đang được live stream. Nam Ca Phủ rất khéo. Nam Ca Phủ, đó là tình huống đưa bóng vào trong của Nam Ca Phủ. Phạt góc dành cho các thủ Cao Lâm. Một cầu thủ bên phía đội bóng 1982 đang tỏ ra khá đau. Các nhân viên y tế đã phải vào sân. Phạt góc dành cho thủ Cao Lâm. Các bạn khán giả thân mến, các bạn lúc này vẫn đang cùng cổ vũ cho trận đấu giữa 1982 và Cao Lâm. Tỷ số của trận đấu lúc này đang là 3-2. Tình huống phá bóng lên của Công Chính. Trong 3 bàn thua mà Công Chính phải đón nhận ở trong trận đấu ngày hôm nay đều là những tình huống mà các cầu thủ 1982 đã dứt điểm rất tốt. Gần như không có cơ hội để cho Công Chính có thể can phá. Tình huống đưa bóng vào quá cao. Bóng đã hướng vào vị trí của Văn Phương. Pha chạy chắn rất tốt. Một tác động đến từ phía sau. Đó là tình huống đeo bám rất quyết liệt của Thành Trung. Trận chiến khung thành của các thủ Cao Lâm ở trong trận đấu ngày hôm nay đó là Công Chính. Một phản xạ rất tốt, đó là phản xạ tuyệt vời đến từ thủ thành Nguyễn Thanh Tuấn. Thủ thành mong bằng đôi trường của cao thủ 1982.
Cơ hội. Không vào, vẫn còn. Rất đáng tiếc là Văn Phương lại tiếp tục đá trượt ở cơ hội này. Cầu thủ này đã được trao ít nhất là 3 cơ hội ở hiệp đấu thứ hai nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho cầu thủ mang áo số 16, đó là Văn Phương. Sau khi kết thúc ngày thi đấu hôm nay thì ban tổ chức sẽ cập lại, nhật lại số áo chính xác thi đấu của tất cả các vận động viên tham dự giải đấu này. Một tình huống lao xa của Công Chính. Điều khiển trận đấu này đó là trọng tài Trần Duy Khánh và trọng tài Dương Duy Dũng. Ngày hôm nay có thể nói là một buổi chiều thời tiết vô cùng lý tưởng cho buổi lễ khai mạc cũng như các trận đấu diễn ra tiếp theo. Sẽ có quả đá phạt. Đây là một vị trí đá phạt rất giống với những gì mà 1982 đã được hưởng trong hiệp đấu đầu tiên. Ở cơ hội đó thì Sơn Công Hà đã ghi bàn. Còn trên đây là một cơ hội dành cho các thủ Cao Lâm. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi quả đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Cao Lâm. Được cho lúc này đang là cầu thủ mang áo số 20, đó là Hồng Nam. Đây là một góc sút có thể phù hợp cho cái chân trái của Hồng Nam. Không vào, bóng đá trúng vào cột dọc. Rất đáng tiếc. Đá biên dành cho các thủ Cao Lâm. Người phá bóng đó là Lê Văn Sơn. Đã rất mạnh của Hải Nam. Cú đá ở cự ly rất xa nhưng Hải Nam đã tung ra một cú đá có thể nói là rất căng. Còn khoảng 10 phút dành cho cuối đầu giữa 1982 và các thủ Cao Lâm. Tỷ số của trận đấu lúc này vẫn đang là 3-2. Đó là tình huống phạm lỗi của Văn Phương. Văn Phương là người đã được trao nhiều cơ hội nhất ở hiệp đấu thứ hai bên phía Cao Lâm. Rất tiếc là cầu thủ này đã chưa thể tận dụng cơ hội thành công. Rất may là Hữu Thọ đã có thể tiếp tục đứng dậy và thi đấu trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu này. Oh!
vẫn là cầu thủ Cao Lâm. Bóng truyền dành cho Hồng Nam. Sau khi kết thúc trận đấu này, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu cuối cùng, trận đấu giữa Đài Cát và Nghi Xuân. Trận đấu sẽ khép lại ngày thường hôm nay. Tình huống xử lý rất tốt của thủ thành Công Chính. Ở hiệp đấu thứ hai thì Công Chính đã thi đấu ổn định hơn. Vẫn là Hải Nam. Khá nguy hiểm. Trong danh sách đăng ký sự vị của cao thủ Cao Lâm, có một cầu thủ có thằng đánh đầu rất tốt, đó là Thắng Tư. Nhưng lúc này chúng ta vẫn chưa được thấy Thắng Tư vào sân. Một 1982 có sự thay đổi người. Người đưa trở lại sân đó là cầu thủ mang áo số 12, Võ Duy Hiếu. Cơ hội phản công dành cho cao thủ 1982. Cao Lồng đã lấy được bóng rồi, tình huống bỏ bóng rất hay. Hồng Nam. Đó là tình huống che chắn của Cao Minh Lực. Đá biên dành cho cao thủ bên phía đội bóng Cao Lâm. Không có lối. Ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời hai đội bóng thi đấu ở trận đấu cuối cùng, đó là Đài Cát và Nghi Xuân, gặp trưởng ban tổ chức giải để đăng ký danh sách thi đấu. Trong bản đăng ký danh sách thi đấu, chúng ta sẽ kiểm tra lại số áo chính xác của các cầu thủ dự bị và thi đấu chính thức. Một lần nữa thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai đội bóng thi đấu ở trận đấu cuối cùng, đó là FC Đài Cát và FC Nghi Xuân, gặp ban tổ chức để đăng ký danh sách thi đấu cho trận đấu tiếp theo. Cơ hội không vào. Đó là một cơ hội tiếp theo được dành cho số 16, đó là cầu thủ Văn Phương. Hết sút xa rồi đến sút gần. Sút bên trái rồi sút bên phải, nhưng lúc này Văn Phương vẫn chưa thể ghi bàn. Thời gian còn lại của trận đấu là không còn nhiều. Còn khoảng 4 phút dành cho thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này. Nam Ca Phủ. Một tinh thần thi đấu khẩn trương dành cho các thủ bên phía Cao Lâm. Lúc này thì Thanh Hải, cầu thủ mang áo số 7 cũng đã được tung vào sân rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi liệu Cao Lâm có thể có được bàn thắng cân bằng tỷ số hay không. Họ hiểu rằng một điểm sẽ là rất quan trọng ở trong trận đấu ngày hôm nay.
Một bảng đấu rất khó dành cho cả hai. Và nếu như ngày hôm nay các cầu thủ 1982 giành được chiến thắng thì họ sẽ có cơ hội rất lớn để đi tiếp vào bảng đấu này. Nếu để thất bại ở trong trận đấu ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những việc phải làm dành cho các cầu thủ Cao Lầm trong hành trình còn lại ở giải đấu. Khá nguy hiểm. Một cú đá từ xa rất nguy hiểm của các cầu thủ Cao Lầm. Người xuất điểm đó là cầu thủ mặc áo số 4, Phan Anh Đức. Hải Nam. Vẫn là Hải Nam. Không được. Hải Nam đang thi đấu đầy quyết tâm, một tính chất thủ lĩnh luôn được thể hiện trong con người của Hải Nam. Không có gì phải vội vàng đối với 1982. Và người hiểu rõ điều này đó chính là thủ thành Nguyễn Thanh Tuấn. Đó là một cú đá từ khá xa, không chính xác. Người ra trận đó là Hồng Nam. Đường chuyền lên rất nhanh của Hải Nam. Cao Minh Lực. Rất tốt, Hồng Nam. Xoay trở sang chân trái. Đó là tình huống phạm lỗi rồi. Sẽ có đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Cao Lầm. Trọng tài yêu cầu các cầu thủ Cao Lầm cần phải thực hiện lại quả đá phạt này. Quả đá phạt cần phải đạt đúng cự ly. Hàng rào chắn của các cầu thủ 1982 lúc này đó là số 22 Trần Hải Nam và số 82 đó là Sơn Câu Mã. Không vào. Phản xạ tốt đến từ thủ thành Thanh Tuấn. Thủ thành Thanh Tuấn đã cứu cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC 1982 một bàn thua. Một trận đấu mà Thanh Tuấn đã thi đấu rất hay. Cường Tôm tiếp tục đưa trả lại sân. Cường Tôm. Hải Nam rất nhanh. Hải Nam. Cường Tôm đã đoạt được bóng rồi. Có lẽ là rất nhiều những vị trí trên sân của cả hai đội cũng đã xuống sức. Điều đó rất được thông cảm và rất hiểu khi đây là giải bóng đá láo tướng. Giải đấu dành cho những cầu thủ đá ở ngoài độ tuổi 38. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã được chứng kiến những trận đấu rất hay. Những bước chạy cũng rất thanh thoát của những lao tướng ở giải đấu này. Trận đấu đã bước sang những thi đấu bù giờ. Và có lẽ là 1982 sẽ có được một chiến thắng. Trọng tài Duy Khánh đã nhìn đồng hồ. Tình huống phá bóng lên rất mạnh của Duy Hiếu.
Như vậy là cũng lúc này trọng tài đã nổi còi khép lại trận đấu rất hay giữa 1982 và Cao Lầm. Kết quả cuối cùng 1982 đã có được chiến thắng. Chiến thắng với tỷ số là 3-2. Xin được chúc mừng chiến thắng của các thủ 1982. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng ở lại sân bóng để đến với trận đấu cuối cùng. Trận đấu giữa các thủ Đài Cát và Nghi Xuân. Trận đấu diễn ra tại